Xin chào các bạn. Thì hôm nay đến với kênh của mình thì mình sẽ không làm video gì hết về các chuyên mục gì hết, và mình sẽ tâm sự với các bạn học ngành điện và sau này có dự định muốn làm bảo trì mà đang còn băn khoăn. Không biết đi ra vào công ty thì người ta sẽ tuyển dụng mình làm những công việc gì và trong đó mình có làm được hay không. Thì mình đang ở vị trí quản lý và mình đang thấy các bạn, những cái bạn mà mình mới tuyển vô và thường là những bạn mà sinh viên mới ra trường. Thì mình thấy một điều là các bạn chưa có kỹ năng để làm việc. Và làm việc, muốn làm việc được các bạn phải, nếu các bạn giỏi các bạn có thể nắm bắt trong vòng 3 đến 4 tháng. Còn các bạn dở thì bắt buộc 1 năm tới 2 năm, thậm chí 3 năm thì vẫn ở mức trung bình thôi nha các bạn. Thì để mình nói các bạn biết các bạn cần những cái kỹ năng gì để các bạn có thể đi làm được. Khi các bạn vào một công ty, nếu mà các bạn đã mới ra trường, nếu các bạn học tốt mà ở có bằng kỹ sư á, bằng đại học á, thì các bạn sẽ làm vị trí kỹ sư. Nếu các bạn có kiến thức tốt, còn nếu các bạn mà không có kiến thức tốt thì các bạn có thể cân nhắc mình lại ở vị trí thấp hơn như công nhân điện hoặc là vận hành. Thì nếu các bạn đi theo cái hướng vận hành thì nó không có gì hết nha các bạn. Nó một người học 12 ra vẫn có thể làm vận hành được. Vận hành nó rất là đơn giản, các bạn chỉ vào và các bạn được hướng dẫn để hoạt động những cái thiết bị trong dây chuyền, và nó đã có một cái quy trình để vận hành rồi. Các bạn vô, các bạn chỉ cần 1 tháng 2 tháng thì sẽ nắm được cái quy trình hoạt động của máy và các bạn có thể điều khiển được máy đó. Cái đó là rất đơn giản. Còn các bạn đi theo bảo trì thì các bạn có rất nhiều kỹ năng mà các bạn phải học và trau dồi hàng ngày nếu các bạn muốn phát triển. Ví dụ khi các bạn được giao nhiệm vụ là kéo nguồn từ tủ phân phối gấp cho một cái động cơ thì các bạn có những cái kỹ năng nào? Ví dụ như vậy thì các bạn sẽ có hàng, cắt. Thì hai cái này là hai cái cơ bản nha các bạn. Khi một bạn mà mới ra trường, các bạn không biết hàng. Mình học điện mà mình đâu có học cơ, nên mình sẽ không có hàng được. Và cắt cũng vậy. Cắt có thể các bạn 2-3 ngày các bạn sẽ cắt được. Nhưng hàng các bạn sẽ phải vừa học vừa làm, thì các bạn hàng có thể mất tới 2-3 tháng để các bạn tự học tại chỗ mình làm việc. Khi các bạn rảnh, các bạn sẽ lấy cái máy hàng ra, các bạn hàng lấy những cái miếng sắt ra, mình hàng dày trước xong rồi mình hàng mỏng, thì các bạn sẽ tập hàng những cái vị trí vào những cái lúc rảnh. Thì cái đó là những cái kỹ năng cơ bản. Thì khi các bạn làm như vậy, các bạn có kỹ năng này, thì khi các bạn được giao nhiệm vụ thì các bạn phải làm những cái support, những cái đỡ máng, và các bạn lắp máng, cắt máng, hàn máng hay hàn ống, rồi các bạn mới kéo dây đi được. Tại vì mình đi tới một vị trí mới, mình không thể nào mình rải dây trên một đường hay gì đó, mình phải làm một hệ thống máng cáp, than cáp cho nó chắc vô vị cái những cái đường support đó, các bạn có thể đứng lên được luôn thì các bạn mới kéo dây được và cái chịu được cái trọng tải của cái dây và người của bạn. Nên đòi hỏi các bạn phải hàn phải rất là tốt, hàn tốt và cắt đúng thì cái sản phẩm của các bạn nó sẽ đẹp và cấp trên sẽ đánh giá được các bạn tốt, và có thể sẽ, nếu các bạn làm tốt
dài thì sẽ có những cái cân nhắc hoặc là những cái các bạn có thể là chỉ đạo một đội nhỏ gì đó khi làm việc. Thì đây là mới là một kỹ năng cơ bản thôi nha các bạn. Thứ hai nữa là kiến thức. Thì kiến thức hiện tại á, thì các bạn mới ra, các bạn không chỉ có kiến thức ngồi trong lý thuyết thôi. Các bạn chưa thể sử dụng được cái kiến thức đó đi vào cái thực tế. Và các bạn rất khó để sửa những cái máy, những thiết bị trong một cái công ty, xí nghiệp. Thì khi các bạn rất là, các bạn phải mất 4 tới 6 tháng để các bạn làm quen với những cái thiết bị đó và các bạn mới sửa được. Ví dụ ra các bạn bây giờ mới tốt nghiệp ra, các bạn đâu biết được cái CP, cái khởi rồi Aptomat nó như thế nào và những vị trí nào mình sẽ dùng những cái thiết bị đó, và khi sự cố xảy ra làm sao mình biết thiết bị đó là đang hư. Nó đòi hỏi các bạn có một cái quá trình làm việc và một cái kiến thức cơ bản tốt. Thì các bạn mới ra trường, các bạn khi bị thiếu cái thực tế và áp dụng được cái kiến thức của mình vào cái thực tế đó, nó là một cái bước ngoặt. Nó rất là cái này chỉ có thể các bạn làm trong vòng 4 tới 6 tháng thì các bạn sẽ hiểu được và các bạn nắm được, với điều kiện là các bạn học lý thuyết những cái kiến thức trong trường các bạn nắm nha. Còn những bạn mà bị mất kiến thức thì sẽ rất là khó để làm việc được ở cái mức này. Các bạn chỉ có thể làm ở vị trí ở trên thôi, là các bạn chỉ đi support cho những cái bạn để đấu dây, kiểm tra thiết bị và sửa chữa thiết bị. Đó là cái cơ bản nhất khi các bạn vào một công ty và các bạn làm bảo trì điện. Mình ở vị trí này là công nhân điện nha các bạn, chưa phải là kỹ sư. Kỹ sư mình còn rất nhiều cái kỹ năng khác nữa. Thì hai cái này là những công việc chính hàng ngày của các bạn đó. Các bạn hàn cắt và các bạn sửa chữa thiết bị. Nhưng nếu mà các bạn làm như vậy, nếu các bạn mà ở trung cấp và cao đẳng thì có thể ở vị trí này một làm tốt là đã hoàn thành tốt công việc của mình rồi. Nhưng những các bạn mà kỹ sư, khi mình không xin được việc kỹ sư, mình chấp nhận ở vị trí công nhân thì mình không thể nào chấp nhận được cái vị trí này mãi được. Nên các bạn phải cố gắng cho mình trao dồi kiến thức thêm về những cái gì mình học và cố gắng áp dụng nó vào công ty của mình, vào công việc của mình, thì các bạn sẽ thay đổi được cái vị trí của mình trong tương lai. Tiếp theo là các bạn phải biết cài máy tính PC. Thì đây là cái mảng về tin học. Các bạn cũng phải giỏi tương đương với một bạn
trung cấp hoặc cao đẳng về mảng PC và laptop này, về mảng tin học. Khi các bạn sử dụng phần mềm là một chuyện, các bạn sử dụng phần mềm các phần mềm về chuyên môn nè, PC F7300 hay là Step 7, rồi cái phần mà sử dụng phần mềm thì mình khoan hai bạn trong đây, cái đó là ở cái kiến thức chuyên môn về ngành điện. Còn ở đây mình sẽ bàn về các bạn cài máy nha. Tại vì khi các bạn ở vị trí kỹ sư rồi thì các bạn đòi hỏi các bạn phải có những cái phần mềm, những cái phần mềm chuyên về điện, chuyên về điện này. Những cái phần mềm này các bạn phải biết cách cài, và khi các bạn login các bạn cũng phải cài được cho mình một cái máy mới hoàn toàn để các bạn cài những cái phần mềm này vào để phục vụ được công việc của các bạn. Nếu các bạn không cài được Win thì các bạn không cài được Win và phần mềm thì các bạn không thể đi làm tiếp những cái bước khác được. Đó là điều bắt buộc nha các bạn. Tất cả những bạn kỹ sư giỏi và những quản lý giỏi đều cài được Win và phần mềm. Tại vì những cái phần mềm này Win thì có thể các bạn cài được, hoặc là bộ phận IT của trong một công ty có thể cài được. Nhưng riêng những cái phần mềm về điện thì IT không cài được nha các bạn. Chỉ có các bạn cài mới được thôi. Và cái quá trình đó nó qua một cái thời gian các bạn cài đi cài lại và gặp lỗi thì các bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều điều mà dẫn tới các bạn sẽ cài không được này. Ví dụ bản Win không phù hợp và các bạn bản Win nó chưa được update, nó thiếu những cái phần mềm hỗ trợ, và những cái phiên bản các bạn cài sử dụng nó không đầy đủ và những người khác sử dụng thì nó lại đầy đủ hai phiên bản. Ví dụ mình sử dụng Shutter đi chẳng hạn, hoặc là Symantec Step 7 chẳng hạn. Khi mình mở lên đây, đây mình dùng cái bản là 7.6 FP2. Các bạn thấy đấy, nó rất như là nhiều phiên bản, và các bạn cài không đúng phiên bản thì các bạn cũng sẽ lỗi, và các bạn chỉ sử dụng được ở cái mức cơ bản của cái chương trình đó thôi, chứ các bạn không sử dụng được chuyên sâu được. Tại vì mỗi về phần mềm mà lập trình PC hay gì đó, các bạn sẽ có rất nhiều cái option đi theo, và các bạn phải biết cách cài. Nếu các bạn không cài đúng theo một trình tự thì nó sẽ bị xung đột và các bạn sẽ không cài được, và các bạn bắt buộc phải cài Win lại. Đây, các bạn thấy trong cái Step 7 này mình cài rất là nhiều cái chương trình để hỗ trợ cho những cái phần mềm của mình. Vì vậy những các bạn phải biết cài chương trình vào cái máy để mình làm việc. Đó là điều mà các bạn sẽ phải vọc vạch, và các bạn phải đầu tư cho mình một cái PC hoặc laptop, và các bạn thường xuyên cài tới cài lui thì các bạn sẽ có một cái kỹ năng. Cái đó cũng mất các bạn cũng phải 2-3 tháng cài liên tục thì các bạn sẽ nắm được, và có một người tốt, người có kiến thức tốt đã đi trước thì hướng dẫn các bạn sẽ làm được nhanh nhất là 2 tháng. Chứ còn nếu mà các bạn tự mò thì nó một quãng đường nó rất là xa, và có thể được và có thể không. Tại vì có nhiều phần mềm các bạn phải biết cách rắc nè, biết cách lấy cây nè, rồi có phiên bản nó có phù hợp với cái hệ điều hành đó hay không. Nó có nhiều cái lắm các bạn.
Nên một kỹ sư phải nắm nắm kỹ sư về điện tự động á, các bạn phải nắm được một phần tin học. Tiếp theo nữa là các bạn về CAD. Thì khi các bạn học trong trường á, thì mình không biết là các bạn có học chuyên ngành có học về CAD không. Nhưng nếu trong trường không có cái môn học CAD thì các bạn nên tìm một khóa học CAD bên ngoài các bạn đăng ký. Tại vì khi các bạn đi làm, các bạn sẽ thường xuyên phải thiết kế những cái sơ đồ mạch, những cái layout để cho các bạn để báo cáo hoặc là để diễn giải cái thông tin của các bạn lên, thì các bạn phải có một cái phần mềm để các bạn thể hiện các bạn vẽ và các bạn đọc những cái bản vẽ từ những dự án đã làm trước. Thì các bạn phải làm sử dụng cái công cụ CAD nó ok nhất nha các bạn. Đây là cũng là một kỹ năng cần, rất cần khi các bạn làm bảo trì điện. Mình nói là những cái kiến thức cần các bạn đi làm nha. Những cái này là tất cả những cái gì các bạn đều phải làm được thì các bạn mới làm được trong cái ngành bảo trì này, bảo trì điện này. Và thứ hai nữa là cái độ nhạy của các bạn, độ nhạy để nhận việc á, độ nhạy để nắm bắt công việc đó các bạn. Độ nhạy này đánh giá cái năng lực của các bạn rất là nhiều nha các bạn. Và cũng rất là quan trọng. Nếu các bạn không có độ nhạy trong công việc á, thì các bạn sẽ không có cái sự phát triển ở cái môi trường các bạn đang làm. Mình ví dụ, khi ship kêu bạn leo lên và tháo dây nguồn của cái động cơ A chẳng hạn, thì các bạn chỉ nghe sếp dặn như vậy là các bạn sẽ hiểu được, các bạn trong đầu các bạn phải hiểu được các bước mình sẽ làm và làm như thế nào là nó an toàn và tốt nhất, nhanh nhất. Dưới những cái bạn mà không có độ nhạy á, các bạn chỉ biết leo lên rồi đi mò chỗ này, mò dây từ chỗ này đi tới cái đó, và công việc nó được triển khai nó rất là lâu và không làm đúng cái tiến độ mà ship mong muốn. Các bạn làm có thể bị không đúng hướng, không đúng cái mong muốn của ship đưa ra. Còn bạn nào có độ nhạy tốt, các bạn sẽ có đọc bản vẽ và các bạn biết được nó nằm ở vị trí nào trong cái domino đó, trong cái tủ đó, và các bạn làm được công việc đó nó nhanh hơn và nó chính xác hơn và nó có cái độ đáp ứng nhanh, hiệu quả. Thì mình cũng thấy nhiều cái trường hợp như vậy rồi, và các bạn đa số là không có độ nhạy trong công việc và các bạn bị thụ động trong công việc, phải có người này người kia chỉ hướng dẫn thì các bạn mới làm được. Thì khi các bạn làm lâu với cái cách làm việc như vậy á, thì các bạn sẽ gặp một cái tình trạng là mình bị phụ thuộc người khác và mình không có được cái tư duy để tự phát triển. Thì khi các bạn làm lần đầu có thể là chậm,
Nhưng khi giao lại lần 2, lần 3 thì công việc đó nó sẽ được tiến hành rất là nhanh. Đó là cái độ nhạy của các bạn. Còn nếu các bạn không có độ nhạy thì lần này, lần 2, lần 3 nó đều chậm. Và càng giao việc, những cấp trên đều thấy các bạn làm không có tốt công việc. Đó là rất quan trọng nha các bạn. Nó quyết định tới kết quả của các bạn sau này có được thăng chức, có được lên lương hay gì đó. Thì độ nhạy nó cũng có nhiều cái mà để nói. Ví dụ các bạn có cái tư duy tốt, bạn đọc, bạn vẽ và các bạn muốn ghi nhớ được cái đó nó nhanh và công việc nó nhanh, thì các bạn có thể có những cái cuốn sổ bạn ghi chép vào, hoặc là các bạn có một cái vị trí nào đó bạn đánh dấu vào, khi lúc nào cần các bạn nhắc tới cái đó, các bạn biết ừ cái này mình kiếm ở đâu và mình lật dạ, cái tài liệu đó ra, hoặc là lại cái vị trí đó đánh dấu và mình nhìn vào đó và mình biết nó là của cái nào, dây nào, của động cơ nào, và mình làm việc nó rất là nhanh. Thì video nó cũng dài rồi, mình nói trước các bạn những cái công việc mà các bạn cần. Thì sau đó nếu video này nó được các bạn ủng hộ thì mình sẽ làm tiếp phần tiếp theo và mình sẽ dạy nói thêm về công việc của bảo trì điện và những cái kỹ năng mà các bạn cần phải có. Bạn làm bảo trì điện bạn cần rất là nhiều kỹ năng đó các bạn. Các bạn nên cố gắng và đừng đừng có từ bỏ cái ước mơ của mình lúc đầu. Các bạn phải làm việc, cứ làm việc và học hỏi thì nó mới có cái kết quả tốt được. Còn khi các bạn đi làm việc, các bạn về, các bạn không dành thời gian để tìm hiểu thì các bạn nó chỉ có đi ngang thôi, chứ rất khó phát triển. Thì mình chỉ nói sơ những cái cơ bản trước. Thì khi video này mình sẽ đăng lên kênh của mình mà được các bạn ủng hộ á, thì mình sẽ làm tiếp video tiếp theo và mình sẽ nói thêm nhiều về về cái môi trường làm việc và kiến thức, cả cái kinh nghiệm nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.